Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay, buổi học cuối cùng ở trong khóa học mùa hạ của các bạn 2K9 năm nay. Chị rất mong là có thể được gặp thật là đông đủ các bạn trong khóa học của chúng ta ở buổi học ngày hôm nay nhé. Xin chào các em. Vậy nên là bạn nào đã vào học rồi thì các em hãy điểm danh ở dưới phần bình luận bằng cách là gửi lời chào đến chị này, hoặc là bình luận họ và tên của chúng mình nhá. Rồi, xin chào các bạn. Xin chào Minh Thúy nhá, xin chào Nhi Ngọc. Xin chào các em. Chị thấy bạn Thảo Vi đã vào học này, cả bạn Nhã Uyên nữa, bạn Ngọc Trúc, rất là đúng giờ đúng không? Các bạn đã chuẩn bị như thế nào đối với buổi học ngày hôm nay? Các em đã đọc trước các đoạn trích trong Truyện Kiều chưa này? Các bạn đã đọc phần tóm tắt hay là những phần kiến thức thông tin liên quan đến tác giả Nguyễn Du, liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều chưa? Rồi, xin chào Khánh Linh nhá. Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đợi thêm một ít phút để các bạn khác trong lớp vào học đông đủ hơn. Buổi ngày hôm nay thì mình có hơi bị nhiều nhiệm vụ luôn. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đến với một phần kiến thức nho nhỏ liên quan đến Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Sau đó là chúng ta sẽ có những cái hoạt động tổng kết về khóa học. Chị bật mí một số những phần quà. Thay vì việc là tổ chức mini game để có thể chỉ trao tặng được những phần quà cho một số bạn, thì hôm nay chị quyết định là sẽ có những phần quà dành tặng chung cho cả lớp mình luôn. Nên là các bạn nhớ theo dõi đến cuối buổi nhé. Nhanh thật đấy nhở. Thế mà khóa học của chúng ta 4 buổi thì hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi. Từ buổi khai giảng qua 2 buổi học về kiến thức thì hôm nay chúng mình cũng sẽ tìm hiểu một phần kiến thức nho nhỏ. Các em cảm thấy như thế nào trong những buổi học vừa qua? Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay thì chị rất mong là có thể được lắng nghe những cảm nhận của các bạn về những buổi học mà chúng ta đã cùng đồng hành cùng với nhau. Ở đây thì chị biết là có những bạn chúng ta đã theo dõi xuyên suốt tất cả các buổi này, nhưng cũng có những bạn là chúng ta phải xem lại, cũng có những bạn là chúng ta phải nghỉ giữa chừng ở trong các buổi học. Không biết là cảm nhận của các em như thế nào? Xin chào Hoàng Lê nhá. Xin chào Thu Huyền, xin chào Ánh Bùi. À, em có hiểu bài này, đồng ý. Thông minh hơn hẳn. Một vài buổi học thôi mà mình cảm thấy thông minh hơn hẳn luôn. Kỳ diệu thật đấy nhở. Rồi, đồng ý. À, có vẻ như là những cái cảm nhận khá là tích cực đây. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Thế còn các bạn khác thì sao? Nếu như chúng ta có bạn bè của mình ở trong buổi học này, ở trong khóa học này thì nhớ gọi bạn bè vào học nha. Bởi vì là buổi hôm nay là buổi cuối cùng rồi đấy. Rất là nhanh, đúng không ạ? Rồi, đồng ý. Bản thân chị thì chị thấy rằng là trong những buổi học vừa qua, ở trong khóa học mùa hạ này, thì chúng ta bị cái sự giới hạn bởi thời gian. Thế nên là còn rất nhiều những phần kiến thức nữa, rất nhiều những cái điều hay ho nữa mà các bạn, chị cũng mong là có thể chia sẻ cùng với các em. Thế nhưng mà cái sự giới hạn thời gian ở trong mỗi buổi học không cho phép. Bởi vậy mà các bạn có thể là đọc thêm ở trong tài liệu, và đặc biệt là theo dõi kênh Học Văn Chị Hiên Hiểu Cơ Sở, để chúng mình đến với mỗi văn bản hay là đến với mỗi kiến thức môn văn, mình có nhiều góc nhìn hơn, và mình cũng có thêm cái điểm tựa, thêm cái cơ sở để mình thêm yêu môn học hơn này chẳng hạn. Đúng không ạ? Rồi, một số bạn là đang dùng biện pháp nói quá ở đây đúng không? Nên là chị đang cảm thấy khá là bất ngờ đấy. Rồi, ok. Chúng ta sẽ, mỗi bạn sẽ có những cái ấn tượng riêng. Và các bạn biết không, những cái ấn tượng đó, mặc dù là những rung động rất nhỏ thôi của các em khi đến với mỗi tác phẩm, thì như chị đã nêu đấy, đó đều là những điều vô cùng đáng trân quý các bạn ạ. Và các em đừng đánh mất điều đó nhé. Các bạn đừng đánh mất điều đó nha. Dù là sau này các em có học ở đâu, học như thế nào, học trong hoàn cảnh nào, học với một tâm thế ra sao, thì chị cũng mong rằng là chúng ta luôn giữ một cái tình yêu. Đó, luôn giữ và luôn nung nấu, luôn ấp ủ một cái tình yêu đối với môn học này nhá. Dù là chương trình có thay đổi như thế nào thì môn văn vẫn là một trong những môn học rất là quan trọng, tác động trực tiếp tới kỹ năng này, tới phẩm chất, tới năng lực của chúng ta đấy. Rồi, hẳn là 100 lạng vàng. Không biết là ấn tượng về điều gì ha. Đồng ý, rất là cảm ơn những chia sẻ của các em nhé. Và chị cũng mong rằng là buổi học cuối cùng ngày hôm nay cũng sẽ để lại những cái ấn tượng như vậy. Những ấn tượng còn có thể là sẽ tốt đẹp hơn nữa đối với tất cả chúng mình khi đã cùng với nhau đồng hành ở trong khóa học mùa hạ này nhá. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với buổi học ngày hôm nay với một nội dung liên quan đến tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Các bạn biết không, trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì cái bài học về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều ấy là bài học văn học sử duy nhất của chúng ta luôn. Nghĩa là không có bất cứ một tác phẩm nào mà chúng ta có một cái tiết học riêng, có một bài học riêng được biên soạn trong sách giáo khoa mà chỉ tìm hiểu về tác giả và tác phẩm thôi. Nên là nhìn vào cái điều đó là chúng ta cũng đã thấy được tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm này. Đây là kiệt tác của nền văn học dân tộc mà, Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nên là khi nhắc đến một kiệt tác của nền văn học dân tộc, ai cũng có thể biết ngay đó là Truyện Kiều của Nguyễn Du. Nhưng nội dung của tác phẩm ấy như thế nào? Đúng không ạ? Đã có điều gì diễn ra? Tác giả Nguyễn Du đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện như thế nào bằng thơ đây? Thì ở buổi ngày hôm nay, thay vì việc là cùng với các bạn phân tích một vài câu thơ nào đó, phân tích một vài đoạn trích nào đó, thì chị muốn cùng ngồi lại với các em và chúng ta sẽ cùng tóm tắt để hình dung được toàn bộ nội dung của tác phẩm Truyện Kiều này nhé. Đó là một cái phần kiến thức mà có thể khi học ở trên lớp chúng ta sẽ khó để có đủ thời gian cùng tìm hiểu. Thì trong buổi học ngày hôm nay mình sẽ cùng với nhau để tóm tắt về tác phẩm này. Bên cạnh những dòng tóm tắt hết sức xúc tích ở trong sách giáo khoa rồi, thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một vài những câu thơ ở mỗi phần ở trong Truyện Kiều. Để khi mà nhắc đến Truyện Kiều thì chúng ta sẽ không chỉ nhắc đến Nguyễn Du, chúng ta không chỉ nhắc đến Cảnh Ngày Xuân hay Chị Em Thúy Kiều hay Kiều là Ngưng Bích, mà các bạn còn có thể biết cặn kẽ hơn, các em còn có thể biết một cách chi tiết hơn về cuộc đời của nàng Kiều ở trong tác phẩm này nha. Đồng ý không? Các bạn đồng ý không nào? Ok chưa? Đấy, thì ở đây cái nội dung chủ yếu mà chúng ta tìm hiểu trong buổi ngày hôm nay chính là phần tóm tắt về tác phẩm Truyện Kiều các bạn nhé. Buổi ngày hôm nay thì chúng mình không có tài liệu đâu, thế nên rằng là chị mong là các bạn sẽ chủ động ghi chép nhé. Tài liệu của buổi số 2, buổi ngày hôm qua ấy, thì kết thúc buổi học này chị sẽ lại đăng tải ở trong cái bài điểm danh nhận tài liệu của chúng mình. Các bạn không cần phải điểm danh thêm một lần nữa đâu. Chị sẽ đăng tải cái tài liệu của buổi ngày hôm qua ngay trong bài đăng điểm danh nhận tài liệu buổi 1. Đó, thế nên là các em chỉ cần chờ đợi kết thúc buổi học này thì chị sẽ đăng tải cái tài liệu về Hoàng Lê Nhất Thống Chí ngày hôm qua nhé. Còn ngày hôm nay thì chị mong là các bạn tập trung lắng nghe và chủ động ghi chép như là một cách chúng ta dành cái sự tôn trọng này, chúng ta dành sự yêu mến đối với một kiệt tác của nền văn học dân tộc, tác phẩm Truyện Kiều của tác giả Nguyễn Du. Ok không nào? Đây là một tác phẩm được viết theo thể loại truyện thơ, nghĩa là vừa có yếu tố tự sự, vừa có yếu tố biểu cảm ở đây. Đấy, vừa có yếu tố tự sự, vừa có yếu tố trữ tình ở đây. Thế nên là chúng ta nói rằng là đây là một tác phẩm kể lại câu chuyện về cuộc đời nàng Kiều cũng đúng, mà chúng ta nói đây là một tác phẩm thể hiện tình cảm, tư tưởng của tác giả đối với nhân vật cũng đúng. Đó, vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là qua những câu thơ lục bát thì tác giả Nguyễn Du đã kể câu chuyện về cuộc đời nàng Kiều như thế nào. Trước tiên thì chị muốn biết là các bạn đã đọc phần tóm tắt trong sách giáo khoa hay chưa về tác phẩm này. Nếu như đọc rồi thì chúng mình sẽ biết là Truyện Kiều thì được chia ra thành 3 phần, đúng không ạ? Nhá, Truyện Kiều được chia ra thành 3 phần. Phần 1 là gặp gỡ và đính ước. Rồi, rất tốt, chúng mình đã đọc phần này rồi đúng không? Thế thì nếu như mà các em là thí sinh ở trong cái cuộc thi, ở trong cái chương trình Ai Là Triệu Phú, chị nhớ là gần đây cũng không phải là quá xa đâu. Mới đây thôi thì xuất hiện ở trong chương trình Ai Là Triệu Phú có một câu hỏi là Thúy Kiều họ là gì, đúng không ạ? Đấy, cái câu hỏi nôm na là như thế, họ của Thúy Kiều là gì, và có những đáp án khác nhau. Thế thì các bạn có biết là Thúy Kiều họ tên đầy đủ là gì không? Các bạn có biết là Thúy Kiều mang họ gì không? Thúy Kiều mang họ gì nhỉ? Nào, không biết là những thiên tài của chúng ta nếu như mà gặp câu hỏi đó trong Ai Là Triệu Phú thì chúng mình liệu có giành được cái vé triệu phú không đây? Thúy Kiều họ gì nhỉ? Ồ, các bạn trả lời đều chính xác này. Đúng rồi, đúng rồi. Thúy Kiều họ Vương nhá. Và cái câu thơ mà giúp cho chúng ta nhận ra được điều đó này thì Thúy Kiều là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, và nàng là con gái đầu lòng của một gia đình trung lưu nhá. Nàng sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn tre cùng với cha mẹ và cùng với hai em là Thúy Vân và Vương Quan. Trong tác phẩm Truyện Kiều thì sau 4 câu thơ mang tính luận đề của tác giả Nguyễn Du thì tác giả bắt đầu đi vào kể câu chuyện về cuộc đời nàng Kiều. Tác giả đã viết rằng là gì ạ? Rằng năm gia tĩnh triều minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quan là chữ nối dòng nho ra. Và sau đó là đến với đoạn trích chị em Thúy Kiều này. Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mà cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, 10 phân mện 10, vân vân. Đấy, thế nên là cái đoạn trích chị em Thúy Kiều mà chúng ta học ấy là đoạn trích nằm trong phần đầu, nằm trong phần đầu của phần 1 luôn, gặp gỡ và đính ước. Đúng rồi, chính xác. Vương Thúy Kiều, Vương Thúy Vân, Vương Quan nha. Rồi, các bạn ghi nhớ kiến thức đấy nhá. Cũng là một cái kiến thức nho nhỏ nhưng mà rất là hay ho, đúng không? Đó, thế thì sau khi mà giới thiệu về gia cảnh này, giới thiệu về vẻ đẹp của Thúy Vân, Thúy Kiều, đặc biệt là của Thúy Kiều nhá, thì tác giả bắt đầu đem đến và kể ra những cái tình tiết. Thì năm ấy, trong buổi du xuân nhân tiết thanh minh, chị em Kiều đã gặp chàng Kim Trọng. Buổi du xuân đó, chúng ta cũng được học qua đoạn trích cảnh ngày xuân đấy. Đồng ý chưa? Nhá, chúng ta cũng được học qua đoạn trích cảnh ngày xuân. Thế là đoạn trích cảnh ngày xuân cũng nằm trong phần 1 này. Thì trong buổi du xuân ấy, Thúy Kiều, Thúy Vân, Vương Quan đã gặp chàng Kim Trọng. Trông chừng thấy một văn nhân, lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng. Đồng ý không? Đề huề lưng túi gió trăng, sau lưng theo một vài thằng con. Và chàng Kim Trọng đã được miêu tả là một văn nhân rất hào hoa phong nhã. Cách miêu tả nhân vật, cách miêu tả ngoại hình của tác giả Nguyễn Du là một nét nghệ thuật rất đặc sắc mà chúng ta sẽ chú ý ở trong quá trình phân tích các đoạn trích trong Truyện Kiều đấy. Nếu như mà bạn nào để ý, chúng ta sẽ thấy là các đoạn trích mà tác giả sách giáo khoa chọn ra cho chúng ta để học về Truyện Kiều ấy thì đều là có ý đồ, chứ không phải là cứ thích đoạn nào thì chọn đoạn đấy đâu. Nếu như có bạn nào đặt ra câu hỏi băn khoăn là tại sao mình lại học những cái đoạn trích này, tại sao tác giả sách giáo khoa lại chọn ra những đoạn trích này, thì chúng ta sẽ thấy là mỗi đoạn trích là tiêu biểu cho một cái nghệ thuật miêu tả của tác giả Nguyễn Du. Nếu như đoạn trích chị em Thúy Kiều là tiêu biểu cho nghệ thuật miêu tả người và miêu tả nhân vật chính diện, với những đường nét miêu tả ngoại hình này, đấy, đồng ý chưa? Tài năng này, vân vân. Còn đoạn trích cảnh ngày xuân thì tập trung để thể hiện và cho thấy được cái nghệ thuật miêu tả cảnh của tác giả Nguyễn Du. Đó, nhá. Và đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích thì tập trung cho cái nghệ thuật miêu tả, nghệ thuật miêu tả về tâm trạng con người. Đồng ý không ạ? Nhá, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình nữa. Rồi có một đoạn trích nữa là Kiều báo ân báo oán. Thì đoạn trích đó là tiêu biểu cho cái nghệ thuật xây dựng đối thoại ở trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đó, đấy là lý do, đấy là một phần lý do để mà chúng mình được tác giả sách giáo khoa lựa chọn ra những cái đoạn trích đấy để mình học. Và hiểu được lý do đấy thì khi mà mình học, mình cũng bên cạnh chú ý về nội dung, Các bạn cũng sẽ chú ý về nghệ thuật ở trong những đoạn trích đấy nữa nhé. Đấy, thì quay trở lại với phần chị đang tóm tắt cùng với các em này. Thì nếu như Thúy Kiều, Thúy Vân được miêu tả với vẻ đẹp nhan sắc, ngoại hình và tài năng đó là gì nhỉ? Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Còn Thúy Kiều thì kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, vân vân. Nghĩa là tác giả dùng cái bút pháp ước lệ để miêu tả về vẻ đẹp của hai nàng. Thì khi miêu tả chàng Kim Trọng, tác giả cũng đã viết là gì? Trông chừng thấy một văn nhân, đó, lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng, đề huề lưng túi gió trăng, sau lưng theo một vài thằng con. Rồi đặc biệt ngoại hình của Kim Trọng này, nguyên người quanh quất đâu xa, họ Kim tên Trọng vốn nhà Trâm Anh, nền phú hậu bậc tài danh, văn chương nết đất, thông minh tính trời, phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Và qua những cái đường nét miêu tả đấy thì các em có thấy là Kim Trọng và Thúy Kiều là một cặp trời sinh không? Đúng không ạ? Nhá, là một cái cặp đôi mà trai tài gái sắc đấy. Thế nên giữa Thúy Kiều và Kim Trọng từ cái khoảnh khắc đó đã nảy nở một mối tình đẹp rồi. Người quốc sắc, kẻ thiên tài, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Và mối duyên ấy quả thực là một tình yêu rất đẹp, nảy nở giữa hai người và tiếp tục được ươm mầm, tiếp tục được nuôi dưỡng. Lần đó thì Kim Trọng đã ở trọ ở cạnh nhà Thúy Kiều, và nhân trả chiếc hoa rơi, Kim Trọng đã gặp Kiều để bày tỏ tâm tình. Và có một cái sự kiện như thế này mà chúng ta nhận ra được cái sự hiện đại, chúng ta nhận ra được cái tinh thần nhân đạo sâu sắc của tác giả Nguyễn Du, chính là sự kiện mà Kim Trọng và Thúy Kiều tự do thề nguyền đính ước. Bởi vì sao? Bởi vì chúng mình biết đấy, trong xã hội phong kiến thì chuyện mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, cái việc hôn nhân của con người thì không phải chỉ được quyết định hoàn toàn bằng tình yêu. Cái đó chúng ta đã thấy rất là rõ rồi, trong xã hội phong kiến, đúng không? Thế nhưng cái sự hiện đại ở đây là gì? Là hai người trai tài gái sắc như vậy, người quốc sắc kẻ thiên tài, rất là đôi lứa xứng đôi như thế. Thì với cái tình yêu của họ, với cái tình yêu mãnh liệt của họ, thì họ đã tự do thề nguyền đính ước với nhau. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh đinh hai miệng một lời song song, tóc tơ căn vặn tấc lòng, trăm năm tạc một chữ đồng đến xương. Cái hình ảnh mà Thúy Kiều xăm xăm băng lối vườn khuya một mình ấy là một sự chủ động mà nếu như đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến thì quả thực là có 102, đúng không ạ? Nhá, đã là một cái tình yêu tự do mà đã thế người con gái lại còn là người chủ động nữa, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình như thế nữa. Đó, đấy. Và với cái tình yêu đã được đơm hoa kết trái, với cái tình yêu đã đưa họ đến với một cái buổi thề nguyền đính ước rất là lãng mạn và đáng khắc ghi như vậy, thì phần 1 gặp gỡ và đính ước là kết thúc tại đó các em nhé. Phần 1 gặp gỡ và đính ước là kết thúc tại đó. Nhưng mà tất nhiên rồi, cuộc đời nàng Kiều, nếu như trong phần 1 là tất cả những gì hạnh phúc nhất, thì bước sang đến phần 2, ngay từ tên gọi của phần 2 là chúng ta đã bắt đầu thấy được rất nhiều những cái biến động trong cuộc đời của nàng Kiều. Đó chính là phần gia biến và lưu lạc. Đồng ý chưa? Gia biến và lưu lạc. Gia biến là gì? Nghĩa là những cái biến động, những cái cơn tai biến đến với gia đình của Thúy Kiều. Và Thúy Kiều sau những cái cơn gia biến ấy là rơi vào cảnh lưu lạc. Cụ thể như sau. Nếu như phần này là phần dài nhất trong tác phẩm này, nhưng trong sách giáo khoa thì rất là tóm tắt và vô cùng xúc tích cho chúng ta, đủ để chúng ta hình dung được có những sự kiện chính gì xảy ra. Thì bây giờ các bạn có thể lắng nghe để chúng ta hiểu chi tiết hơn về phần này nhé. Trong khi mà Kim Trọng về quê chịu tang trú, nghĩa là sau khi hai người gặp gỡ và đính ước ấy, thì ở quê Kim Trọng phải về quê để chịu tang trú. Thế là Kim Kiều là phải xa nhau nhá. Và trong đúng cái lúc đấy, khi mà nàng Kiều vừa vẫn còn đang rất là đau đớn khi mà phải chia xa người yêu của mình, thì về đến nhà, cơn gia biến đã ập đến. Gia đình Kiều bị mắc oan. Nhưng oan là như thế nào? Oan là do cái thằng bán tơ ấy, nó mua đồ mất trộm, nó bị tra tấn và nó xưng bậy là nó gửi cái đồ đấy, gửi tang vật đấy ở nhà Vương ông. Thế là bọn sai nha đã xông vào nhà Kiều. Mặc dù là không có tang vật gì đâu, nhưng mà chúng cứ đổ oan cho nhà Kiều như thế để mà vơ vét đồ đạc, bắt cha và em trai của Kiều đi. Cái cảnh tượng đó khủng khiếp như thế nào, đau đớn ra làm sao, thì tác giả Nguyễn Du cũng đã viết là gì? Người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi. Già giang một lão một trai, một giây vô lại buộc hai thâm tình. Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, rụng rời khung dệt tan tành gói may. Đổ tế nhuyễn của riêng Tây, sạch sành xanh vết cho đầy túi than. Đấy nhá, hình ảnh của bọn quan lại, của bọn quan tham vô lại đã dần dần được tác giả miêu tả từ chính cái cơn gia biến của Thúy Kiều. Và chúng ta cũng thấy được một cái bộ mặt xã hội phong kiến thối nát từ cái phần thứ hai này. Rõ ràng nhà Kiều bị mắc oan, rõ ràng là tất cả mọi bằng chứng thì đều sẽ không thể nào bắt tội em trai hay là bắt tội cha của Kiều được. Nhưng mà cái xã hội phong kiến bỉ ổi ấy, cái bọn thống trị tham lam chỉ vì cái thế lực của đồng tiền đấy, đã bị che mờ mắt bởi của cải vật chất, và chúng đổ oan cho em trai, cho gia đình của Thúy Kiều, bắt cha và em trai của Kiều đi. Thế thì lúc bấy giờ Kiều vẫn còn đang trong cái tình cảnh rất là đau đớn về tâm trạng khi mà chia xa người yêu, đúng không ạ? Vừa mới thề nguyền đính ước với nhau mà các em hình dung bây giờ lại phải yêu xa thì buồn như thế nào. Nên mà về đến nhà, vừa chia tay Kim Trọng xong về đến nhà thì gặp cái cảnh này, làm sao mà có thể chịu được. Đấy, thế là Thúy Kiều lúc bấy giờ bỗng chốc lại trở thành trụ cột gia đình. Bỗng chốc lại phải tìm cách, khi mà tình cảm vẫn còn là cái mối tơ lòng, vẫn còn là cái mối vương vấn rất nhiều, thì bây giờ phải đứng ra để lo chuyện cho gia đình. Và người con gái trong xã hội xưa, chữ hiếu cũng là một trong những điều phải đặt lên hàng đầu. Vì là làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Vì là cái bọn quan lại này, nó bảo rằng là có 300 lạng thì việc này mới xong. Đấy, mọi thứ quy đổi ra bằng tiền hết mà. Nên là Kiều buộc phải bán mình để có tiền cứu cha và em. Rơi vào tình cảnh ấy, còn gì đau đớn hơn đây? Quyết tình nàng mới hạ tình, rẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha. Bước đường cùng rồi các bạn ạ. Chúng đến nhà vơ vét hết của cải rồi, còn gì nữa đâu. Và bây giờ chúng lại còn đòi tiền để mà có thể thả cha và em của Thúy Kiều ra. Thì một thân một mình, phận con gái như Thúy Kiều lại là chị cả. Bây giờ nhà không có cha, không có em trai, Kiều phải đứng ra cáng đáng. Thế là đau đớn, Kiều đưa ra cái quyết định đau đớn là phải bán mình để chuộc cha và em. Mà đau đớn hơn nữa thì cái cuộc mua bán đó diễn ra lúc mà Mã Giám Sinh đến mua Kiều này. Chúng ta cũng sẽ được đọc cái đoạn trích này, một cái đoạn trích gọi là đoạn trích đọc thêm trong các giáo khoa đấy. Gần miền có một mụ nào đưa người viễn khách tìm vào vấn danh, hỏi tên rằng Mã Giám Sinh, hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần. Tác giả Nguyễn Du miêu tả Mã Giám Sinh này cũng là con trai, cũng là đàn ông nhá. Nhưng mà so với Kim Trọng hay là so với những nhân vật chính diện khác ấy, thì cách miêu tả của Nguyễn Du không còn là những hình ảnh ước lệ nữa, không còn là mượn vẻ đẹp của thiên nhiên để mà miêu tả vẻ đẹp của con người nữa rồi. Mà đối với những cái kẻ phản diện như là Mã Giám Sinh ấy, thì Nguyễn Du sử dụng cái cách miêu tả trực diện luôn, đầy cái sự mỉa mai. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, nói về tuổi tác nhá, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Đấy, trực tiếp miêu tả ngoại hình luôn. Trước thầy sau tớ lao sao, nhà băng đưa lối rước vào lầu trang. Thế còn hành động của tên này như thế nào ạ? Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, buồng trong mối đã dục nàng kíp ra. Ghế trên ngồi tót sỗ sàng, vô duyên, đúng không ạ? Rồi, đã là quá niên trạc ngoại tứ tuần rồi, thế mà vẫn cứ mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. Ngày xưa ấy thì đàn ông, những người đàn ông đàng hoàng ấy, họ có những cái bộ râu, đúng không ạ? Nếu như Từ Hải thì là gì? Râu hùm hàm én mày ngài cơ mà. Nhưng mà từ cái nét miêu tả của Nguyễn Du đối với tên Mã Giám Sinh này là chúng ta cũng đã thấy đây là một cái tên bị ổi rồi, đúng không ạ? Đó. Và cuối cùng ý, cái cuộc mua bán ấy từ một người con gái danh giá, đúng không ạ? Từ một người con gái mà sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn tre, với một tình yêu trong sáng, thuần khiết và vô cùng thủy chung với chàng Kim Trọng, thì giờ đây rơi vào một cái cuộc mua bán mà kết thúc lại thì không còn gì bẽ bàng hơn. Cò kè bớt một thêm hai, giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là bây giờ giá trị của con người bị đem ra cò kè thêm bớt mặc cả, như là một món hàng không hơn không kém. Thế mà chúng ta biết đấy, trong đoạn trích chị em Thúy Kiều tài năng như thế nào, một người con gái tài sắc vẹn toàn ra làm sao, thì bây giờ dưới cái xã hội phong kiến bỉ ổi thối nát, đồng tiền lên ngôi đó, thì cũng chẳng khác gì một món hàng không hơn không kém, bị đem ra bàn tán, bị đem ra mua bán, bị đem ra cò kè mặc cả. Đấy, cò kè bớt một thêm hai, câu thơ vô cùng bẽ bàng. Để rồi cuối cùng thì giá trị của Kiều được định đoạt là gì? Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 400. Đấy, đau xót, đúng không ạ? Nhưng mà Kiều thì không còn cách nào khác, bất lực chấp nhận cái tình cảnh ấy. Thì sau khi mà có tiền để cứu cha và em ấy, thì đêm trước khi lên đường theo bọn buôn người, Kiều đã phải quyết định trao duyên cho Thúy Vân. Cái hành động trao duyên này, nếu như mà chúng ta dùng cái tư duy của con người hiện nay, của xã hội hiện nay, chúng ta thấy rất là vô lý. Yêu đương, chuyện của hai người, nhưng mà bây giờ lại lôi thêm người thứ ba, lại còn là chị nhờ em trả nghĩa cho người yêu của mình. Chúng ta thấy khó chấp nhận không? Chúng ta thấy cứ thừa thãi thế nào nhỉ? Chúng ta thấy cái hành động đấy, không hiểu là Kiều nghĩ gì mà lại phải làm cái điều đấy. Cứ chôn chặt cái tình yêu của mình vậy. Tại sao lại phải nhờ Thúy Vân, để khiến cho Thúy Vân cũng rơi vào một cái tình cảnh khó xử. Rồi có không ít là những nhà phê bình, cũng có không ít những cái góc nhìn rất là thương cảm cho Thúy Vân. Đấy, cảm thấy là Thúy Vân mặc dù là một người mà không phải chịu cái cảnh bất hạnh khổ đau như Thúy Kiều, nhưng mà Thúy Vân cũng có những nỗi khổ riêng. Đúng là như thế. Nhưng mà các em hãy nhìn nhận cái hành động trao duyên của Thúy Kiều ấy, dưới góc độ và cái văn hóa tư duy của con người đời xưa, để thấy được rằng là đây là một cái hành động mà Kiều không thể không làm. Bởi nàng là một người trọng tình trọng nghĩa. Từ cái quyết định bán mình chuộc cha và em ấy, bán mình ở đây nghĩa là Kiều đã không giữ lại được cái danh dự và cái quyền quyết định số phận của mình nữa rồi. Trong khi chàng Kim và Thúy Kiều đã có một buổi thề nguyền đính ước là 100 năm tạc một chữ đồng đến xương. Nhưng bây giờ Kiều đã phải bán mình, nghĩa là nàng đã là người thất hứa rồi. Là người thất hứa trong một cái lời thề nguyền vô cùng thiêng liêng ấy. Thế nên với cái sự dằn vặt, với cái sự đau xót của mình, Thúy Kiều cũng mong muốn phần nào có thể bù đắp cho Kim Trọng. Cái tấm lòng trọng tình trọng nghĩa của nàng không cho phép nàng là vừa là bất lực đánh mất tình yêu của mình, mà vừa lại trở thành cái kẻ bội tình bạc nghĩa nữa. Nên nàng mới muốn nhờ Thúy Vân thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng. Cái đêm trao duyên ấy, nếu như mà trong chương trình sách giáo khoa cũ thì lớp 10 chúng ta cũng sẽ tiếp tục học. Đó, nhưng mà bây giờ thì là đổi sang là chương trình lớp 11 rồi thì phải, lớp 11 rồi. Đấy, thì buổi trao duyên đó, buổi tối hôm đó ấy, Thúy Kiều đã gần như là quỳ xuống ấy. Đấy, gần như là van xin Thúy Vân là hãy thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị, lạy rồi sẽ thưa. Giữa đường đứt gánh tương tư, keo loan chắp mối, tơ thừa mặc em. Thúy Kiều vừa là nhờ cậy, nhưng cũng vừa là gì ạ? Như cũng vừa là trên cái cương vị là một người chị, với cái lời nhờ cậy ấy là mong muốn Thúy Vân sẽ thay mình trả nghĩa cho Kim Trọng. Nhưng nói như vậy, làm như vậy cũng không khiến cho Kiều vơi bớt đi sự đau đớn đâu. Nàng trong vô thức còn cất lời gọi, hình dung ra người yêu của mình trước mặt để mà buông lời đầy thất vọng, đầy tuyệt vọng và bất lực. Ôi Kim Lang, hỡi Kim Lang, thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây. Đến đây các em có thấy thương cảm cho Thúy Kiều không? Các bạn thấy Kiều khổ không ạ? Chị cảm thấy là nếu như chúng ta chưa biết rõ về những cái gian truân, chưa biết rõ về những nỗi bất hạnh của Thúy Kiều thì cứ bảo rằng là nàng Kiều thật đáng thương. Nhưng chúng ta có biết là đáng thương đến mức nào hay không? Đúng không? Nhá? Đúng rồi đấy. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta thấy đấy, trong câu chuyện này bất cứ ai cũng có những cái nhân vật chính diện ấy, đều phải trải qua những cái nỗi khổ đau. Thúy Kiều là bất hạnh khổ đau rồi này, Thúy Vân cũng ở trong những tình huống rất khó xử. Rồi gia đình lương thiện như gia đình của Vương Viên Ngoại đã bị oan. Đó. Và cuối cùng thì ta lại hướng mắt nhìn vào cái xã hội ấy, đặt ra câu hỏi là tại sao tất cả những con người lương thiện trong một cái xã hội như thế lại phải chịu những nỗi oan ức, nỗi đau khổ, nỗi bất hạnh đến như vậy? Thì chính là do xã hội không công bằng, đúng không? Đấy nhá. Nhưng chưa hết đâu. Thế là chấp nhận bán mình chuộc cha và em, phải đau đớn trao duyên cho người em của mình. Đấy mới chỉ là một vài những cái bất hạnh đầu tiên của Thúy Kiều thôi các em ạ. Sự bất hạnh nó còn kéo dài trong suốt những năm tháng sau này nữa. Khi Kiều bước trên cái con đường đi theo bọn buôn thịt bán người ấy, đi theo bọn buôn người, thì Kiều mới ngỡ ngàng nhận ra là mình bị lừa. Bị lừa là như thế này nhá các bạn nhá. Bị lừa là như thế này. Đấy là khi mà Thúy Kiều bán mình ấy, thì nàng bị bọn Mã Giám Sinh lừa là gì? Là bọn chúng sẽ mua Kiều về, sau đấy là gả nàng cho một cái gia đình nào đấy để làm thê thiếp. Đó, thì như vậy là đã đủ nhục nhã rồi. Nhưng Kiều phải đau đớn chấp nhận như thế. Nhưng khi mà đi theo bọn Mã Giám Sinh thì Kiều mới nhận ra là không phải như vậy. Nàng còn bị đối xử tệ bạc hơn nữa. Nàng còn bị lừa là gì? Không phải là bọn chúng mua nàng về để mà rồi gả cho một cái gia đình nào đó đâu, mà là gì ạ? Chúng mua nàng về và với cái tài năng nhan sắc của nàng, chúng muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa từ cái tài năng và nhan sắc ấy. Nên là bọn tú bà Mã Giám Sinh muốn lừa Kiều vào lầu xanh. Đấy. Nên lúc mà Kiều chấp nhận bán mình chuộc cha và em ấy, là chưa biết là mình sẽ phải vào lầu xanh đâu. Vẫn nghĩ rằng là mình bán mình đi, và sau đấy thì cái bọn mà bán người này, buôn người này, chúng sẽ tìm một cái gia đình nào đấy để lại bán Kiều tiếp, kiểu như thế. Đó. Đấy, bởi vì giống như là người ta nhập hàng về xong rồi lại bán hàng đi ấy các em ạ. Đó, nghĩ như vậy thôi là cũng đã đủ đau đớn rồi đúng không các em? Nhưng mà bây giờ còn đau đớn hơn khi mà Kiều nhận ra là mình bị lừa. Chúng muốn bán nàng không phải là vào một ngôi nhà nào khác, mà là bán nàng vào lầu xanh. Thì đối với một người con gái như Thúy Kiều, đúng không ạ? Thì cái điều đó là không thể chấp nhận được. Vốn là một người thông minh, sắc sảo và đoan trang, Kiều nhất định không chịu cái cảnh ô nhục ấy, nên nàng đã quyết định tự tử. Tuồng chi là giống hôi tanh, thân nghìn vàng để ô danh má hồng. Thôi còn chi nữa mà mong, đời người thôi thế là xong một đời. Giận duyên tủi phận bời bời, cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh. Quyên sinh nghĩa là tự vẫn đấy. Nghĩa là nàng đã, ngay trong cái khoảnh khắc nhận ra mình bị lừa như thế, nàng đã cầm dao định là tự tử rồi đấy. Thế nhưng mà nàng cũng kịp suy nghĩ và thấy đâu rằng là bây giờ mình mà tự tử, mình mà chết đi rồi thì ai lo cho gia đình đây? Đúng không ạ? Ai lo cho gia đình đây? Mặc dù là đã có tiền để mà chuộc cha và em, thế nhưng mà mình mà tự vẫn bây giờ thì là mình là cái kẻ mà không tuân thủ theo cái gọi là cái quy luật mua bán đấy. Đó, thì bọn buôn người chúng sẽ không giữ đúng cái lời hứa. Nên là vì lo cho gia đình, Kiều tự vẫn bất thành. Và trước cái hành động rất là táo bạo đó của Kiều ấy, trước cái hành động mà rất là quyết liệt đấy của Kiều, thì bọn tú bà chúng nó cũng sợ chứ. Chúng sợ rằng là nếu như mà Kiều tự tử thật thì bọn chúng tay trắng à, thì bọn chúng lỗ vốn à, đúng không? Đấy, thế là bọn chúng mới dùng cái lời ngon ngọt, vờ hứa hẹn rằng là đợi Kiều bình phục thì bọn chúng sẽ tìm một cái gia đình nào đấy tử tế rồi đưa Kiều, rồi là bán Kiều vào đó, đúng như cái lời hứa ban đầu. Thế là tú bà mới dụ dỗ Kiều là bây giờ thôi, bây giờ ra ở lầu Ngưng Bích đi. Đấy, ra ở đấy gọi là tĩnh dưỡng để bao giờ mà bình phục cả về thể xác cả về tinh thần thì bà ta sẽ thực hiện cái lời hứa ban đầu với Kiều. Thì trong tình cảnh đấy là Kiều không còn cách nào phản kháng nữa rồi, thế nên mới phải bị giam lỏng ở lầu Ngưng Bích đấy. Gọi là khuyên Kiều ra đấy nhưng thực chất là bọn chúng muốn giam lỏng Kiều ở đó để tính toán những cái âm mưu tiếp theo. Và chúng ta có đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong phần 2. Thì nghe đến đây các bạn sẽ hình dung được cái tâm thế của nàng Kiều, cái tâm trạng của nàng Kiều khi mà ở lầu Ngưng Bích, là một cái tâm trạng giận duyên tủi phận bời bời, là một cái tâm trạng tự tử bất thành. Thế nên là đau buồn nhiều lắm. Nên là đoạn trích đó, cảnh là một phần nhưng tâm trạng cũng là một phần khác. Toàn bộ cảnh vật ở lầu Ngưng Bích đó nên thơ đấy, tươi đẹp đấy, nhưng mà được nhìn nhận dưới cái góc độ của nàng Kiều, nhìn nhận dưới cái trái tim quá là tan vỡ và quá đau đớn của Kiều. Nên là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảm nhận về đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích, chúng ta sẽ thấy rõ tâm trạng của nàng Kiều qua những nét khắc họa về cảnh vật. Nào là buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, buồn trông ngọn nước mới xa, hoa trôi man mát biết là về đâu, buồn trông nỗi cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh, buồn trông gió cuốn mặt doành, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế nguồn. Mọi yếu tố của thiên nhiên đều nhuốm màu tâm trạng. Cảnh vật được miêu tả từ xa đến gần, tâm trạng thì ngày một ngồn ngộn hơn nữa cái nỗi buồn thê thảm. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu phần đó trong đoạn trích Kiều lầu Ngưng Bích nhé. Đó, thế thì khi mà ở lầu Ngưng Bích như thế, bọn tú bà chúng nó đã tính toán được một cái âm mưu rất khủng khiếp như thế này. Đấy là chúng sẽ sai Sở Khanh, là một cái tên mà cũng bỉ ổi chẳng khác gì Mã Giám Sinh. Nếu như Mã Giám Sinh là cái bọn buôn thịt bán người thì cái tên Sở Khanh này là một tên mà chuyên đi lừa gạt. Đó, là cái tên mà nổi tiếng là bạc tình, nổi tiếng lầu xanh mà, một tay chôn biết mấy cành phù dung. Thì Sở Khanh chuyên dùng những cái lời ngon ngọt và đánh đúng vào cái sự đau khổ của người con gái để mà lừa gạt người ta. Thì lúc mà Kiều giam lỏng ở lầu Ngưng Bích, bị giam lỏng ở đó nhá, tú bà đã cấu kết với Sở Khanh để lừa Kiều. Lừa Kiều như thế nào? Là mụ ta để cho Sở Khanh xuất hiện như là một kẻ đứng đắn để dụ dỗ và đưa Kiều chạy trốn. Thế xong rồi chị gần đây, trước đây chị cũng đã từng đọc những bài viết, thấy những cái quan điểm cho rằng là Kiều được mệnh danh là thông minh vốn sẵn tính trời. Thế mà bị lừa đến mấy lần ở trong truyện Kiều, thông minh là như thế ư? Chị thực sự rất là không hiểu những cái tư duy hay là những cái quan điểm đấy. Họ có nhìn nhận theo đúng cái hoàn cảnh của Thúy Kiều rơi vào không? Bây giờ các em bảo, một thân một mình con gái trải qua bao nhiêu cái đau đớn khổ sở bất hạnh. Nào là tình yêu thì không thể nào thủy chung được, nào là gia đình thì gặp cơn gia biến khủng khiếp, kinh hoàng, nào là phải chấp nhận bán mình đi, nào là phải trao duyên cho em. Đến rồi bây giờ là một thân một mình đối diện với chính mình, bơ vơ không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Là cái lúc con người ta yếu đuối nhất thì cái tên Sở Khanh xuất hiện. Thì thử hỏi là ai mà không bị lừa trong cái cảnh đấy, đúng không ạ? Nhá. Thế nên là chúng ta trước khi đưa ra bất cứ một cái lời đánh giá nào ấy, chúng ta phải xem xét về hoàn cảnh các bạn ạ. Rồi nếu như mà chúng ta cứ vội vàng phán xét là kiểu chẳng thông minh gì mà mấy lần bị lừa liền. Nào là bị lừa bán vào lầu xanh, bây giờ nào là bị Sở Khanh lừa là chạy trốn. Thế sao lại dễ lừa thế? Sao lại yếu đuối thế? Có đúng là thông minh thật không? Chị thấy chẳng liên quan. Chị thấy không thể nào dùng cái nhìn góc nhìn thiển cận đấy mà đánh giá về Thúy Kiều được các bạn ạ. Đúng không? Đó, chúng ta phải hiểu là khi mà Sở Khanh tiếp cận Thúy Kiều là lúc mà Kiều yếu đuối nhất. Mà lúc con người ta yếu đuối nhất, chỉ cần có bất cứ một cái cọng rơm nào để người ta bấu víu về tâm trạng thôi ấy, là người ta sẽ như thế nào ạ? Bấu víu vào ngay. Đó, lúc mà con người ta yếu đuối nhất là lúc dễ bị lừa nhất mà. Và mọi cái cuộc lừa đảo diễn ra trong cái cuộc đời này ấy, dù là diễn ra với ai đi chăng nữa, thì cũng đều là lúc mà họ mất cảnh giác. Có thể là mất cảnh giác về tinh thần, có thể mất cảnh giác về lý trí, nhưng là cái lúc mà con người ta đang bị chạm vào cái điểm yếu của mình rồi. Đúng không ạ? Đấy, các bạn thử nghĩ mà xem. Thế nên là dù có thông minh tỉnh táo đến đâu thì ở trong cái hoàn cảnh của Thúy Kiều một mình ở Lầu Ngưng Bích như thế, vừa mới trải qua biết bao nhiêu khổ sở đau đớn như thế, thì cái chuyện mà bị Sở Khanh dụ dỗ, bị Sở Khanh lừa ấy, chị nghĩ đấy là điều tất yếu thôi. Đó, bây giờ đau khổ như vậy mà có một người ra cái vẻ đứng đắn. Mà Sở Khanh thì vốn như là một cái tài năng của cái tên đấy ấy, là gì? Là dùng lời ngon ngọt, là lừa gạt người ta cơ mà. Thế nên là Kiều rất dễ rơi vào cạm bẫy. Và Sở Khanh còn hứa là sẽ đưa Kiều chạy trốn. Mà mong ước lớn nhất của Kiều lúc đấy là gì? Là thoát khỏi tình cảnh này. Bây giờ có người giúp đỡ, và là người duy nhất giúp đỡ mình, thì còn tâm trí đâu để mà tính toán những cái phương án khác nữa. Nên là Kiều đã bị lừa như thế. Lừa thì cái âm mưu của Tú Bà như thế này. Cái lời hứa của Tú Bà với Thúy Kiều ấy là chỉ cần Kiều chịu ngoan ngoãn ở Lầu Ngưng Bích thì bà ta sẽ tìm một cái nhà tử tế nào đấy để gả nàng đi. Thế thì bây giờ chỉ cần một trong hai bên thất hứa, đi ngược lại với cái lời hứa đấy, thì bên còn lại có quyền là yêu cầu, và có quyền gọi là đầy ải, có quyền là ra sức ép buộc cái bên còn lại. Đó, thế thì Tú Bà mới tính cái kế là bây giờ để cho Kiều chạy trốn. Kiều đi ngược lại với cả cái lời hứa với Tú Bà, đúng không? Lời hứa với Tú Bà là phải ngoan ngoãn ở Lầu Ngưng Bích cơ mà. Thế bây giờ mà Kiều mà chạy trốn thì nghĩa là Kiều đã thất hứa, thì bà ta sẽ có quyền ép buộc Kiều làm bất cứ điều gì mà bà ta muốn. Đó, thế thì cái kế hoạch, cái âm mưu nham hiểm như thế, và Sở Khanh là cái tên tiếp tay cho Tú Bà. Trên đường mà Kiều chạy trốn nhá, đó, thì Tú Bà đã sai người phục sẵn rồi, và Kiều đã bị bắt lại. Lúc bấy giờ thì không thể nào chối cãi được nữa, Kiều đã là kẻ đi ngược lại với cả cái cam kết lúc đầu. Và cảnh tượng đó, Kiều bị đánh đập tàn nhẫn, không còn đường nào chối cãi các em ạ. Trúc côn ra sức đập vào, thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng tinh, đến nỗi mà nàng phải đau đớn van xin, thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa. Và cứ như thế thì Kiều bị đẩy vào cuộc sống ở Lầu Xanh. Đó, các em thấy không ạ? Rất là nham hiểm, cái bọn lừa gạt buôn thịt bán người này. Và Thúy Kiều đã bị rơi vào cạm bẫy của chúng. Các bạn hình dung ra không ạ? Các em hình dung ra cái quá trình mà Kiều bị lừa chưa? Thực sự ấy, nếu như mà để nói và đánh giá thì đúng là ở tình cảnh của Kiều không thể không bị lừa. Trốn thoát kiểu gì đây ạ? Khi mà bọn chúng tính toán quá là mưu mô, và đặc biệt là luôn đánh vào điểm yếu của con người, đánh vào điểm yếu của một người con gái như Thúy Kiều, thì đúng là không thể không bị lừa rồi nhá. Đấy, nên chị mong rằng là từ cái việc hiểu được điều đấy, thì khi mà các em có thể tiếp xúc với những cái nguồn tài liệu, hoặc là tiếp xúc với những cái quan điểm khác nhau liên quan đến Truyện Kiều của Nguyễn Du, thì bản thân các bạn cũng có được một cái góc nhìn của chính mình. Để rồi nếu như có thể, mình có thể là tranh luận, mình có thể là thảo luận, tranh biện và bảo vệ quan điểm của cá nhân mình, thay vì việc là mình bị chạy theo những cái quan điểm của người khác mà mình không hiểu rõ được, và đánh mất đi những cái giá trị tốt đẹp của một kiệt tác văn học dân tộc. Đồng ý không? Nhá. Nếu như mà chuyển thể thành phim thì chắc là hấp dẫn lắm đây. Nhưng mà chị nghĩ rằng là qua câu chữ thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được trọn vẹn những cái nỗi đau đớn, và bày tỏ sự cảm thông đối với Thúy Kiều mà. Nhưng mà đã hết đâu các em ơi, chưa hết. những cái sự bất hạnh của Thúy Kiều. Khi mà nàng bắt đầu bị đẩy vào cuộc sống ở lầu xanh ấy, thì đây có thể coi là tiếp tục những cái tháng ngày còn khổ sở hơn nữa. Khi mà ở lầu xanh đó ấy, thì Kiều gặp được Thúc Sinh. Thúc Sinh là một khách làng chơi rất là hào phóng và đã thực sự là cứu vớt Kiều khỏi cái cuộc đời kỹ nữ. Thúc Sinh đã đưa Kiều về sống cùng. Thế nhưng mà người vợ của Thúc Sinh là Hoạn Thư thì lại có cái máu ghen tuông. Hoạn Thư đã tìm cách để mà bắt Thúy Kiều về, hành hạ và đầy đọa. Cái sự hành hạ của Hoạn Thư ấy lại còn khủng khiếp như thế này các bạn ạ. Hoạn Thư biết được rằng là Thúc Sinh và Thúy Kiều đã sống cùng với nhau. Thế thì lúc mà Hoạn Thư bắt Thúy Kiều về nhé, thì bắt Kiều về để hầu nước hầu rượu. Và lúc đó thì Hoạn Thư và Thúc Sinh đấy ở trước mặt Kiều, và Kiều phải là người hầu nước hầu rượu cho hai người này. Đấy là cái tình cảnh mà Thúy Kiều và Thúc Sinh gặp nhau mà chẳng dám nhìn lấy nhau. Các em hình dung ra cái cảnh đấy không nhá? Chính thất này đó, Hoạn Thư nhá, và Thúc Sinh ngồi ở trên bàn, ngồi trên bàn ăn, ngồi trên bàn nước như thế. Kiều phải quỳ xuống hầu hạ hai người này. Cái chuyện mà ai cũng đã biết rồi nhưng mà không nói ra. Thì Kiều là người lúc đó sẽ cảm thấy thế nào ạ? Tủi nhục vô cùng. Đấy, tủi nhục. Và cái sự hành hạ của Hoạn Thư là hành hạ cả về thể xác và tinh thần như thế. Đến nỗi mà Kiều không thể chịu được, đã phải trốn đến nương nhờ ở cửa Phật. Thì Sư Giác Duyên lúc bấy giờ đã cưu mang Kiều, nhưng mà lại vô tình gửi nàng cho Bạc Bà, cũng là một cái kẻ buôn thịt bán người như Tú Bà vậy. Nên Kiều lần thứ hai vô tình rơi vào lầu xanh. Cái cuộc đời thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần của Thúy Kiều đấy là như thế. Nghĩa là cũng là cái số phận đưa đẩy thôi. Quá bất hạnh đi. Đúng như cái lời dự đoán của tác giả Nguyễn Du ngay từ đầu khi mà miêu tả về Thúy Kiều đấy, là cái cuộc đời mà hoa ghen thua thắm điễu hờn kém xanh ấy khiến cho trời đất cũng phải ghen ghét đố kỵ ấy, thì có lẽ không thể nào xuôi chiều, không thể nào là êm ả được rồi. Nhưng mà thực sự là cái cơn thịnh nộ của thế gian, cơn thịnh nộ của trời đất đối với cuộc đời của Kiều khủng khiếp quá. Rơi vào lầu xanh lần thứ nhất đã đủ đau đớn rồi, bây giờ lại rơi vào lầu xanh lần thứ hai. Nhưng mà cũng may mắn là ở đây Kiều đã được gặp Từ Hải. Từ Hải là một người anh hùng đúng nghĩa. Được miêu tả là gì? Lần thâu gió mát trăng thanh, bỗng đâu có khách bên đình sang chơi. Dâu hùm hàm én mày ngài, vai 5 tấc rộng thân 10 thước cao. Đường đường một đấng anh hào, côn quyền hơn sức lược thao gồm tài. Và biết được câu chuyện của Thúy Kiều thì Từ Hải đã lấy Kiều, rồi đặc biệt là còn giúp nàng báo ân báo oán nữa. Cái cảnh báo ân báo oán đấy thì Kiều đã xét xử, và Kiều đã vạch rõ ân tình với ai, rồi là ân oán với ai để mà xử tội. Cứ ngỡ là đến đó thì cuộc đời Kiều đã được phần nào an ủi rồi. Nhưng không, Từ Hải là một đấng anh hùng. Nhưng mà anh hùng ở trong một cái thời đại loạn lạc như thế, thì anh hùng là người đứng lên để chống lại triều đình, chống lại cái chế độ mà chỉ biết coi trọng đồng tiền, cái chế độ thối nát bỉ ổi đó. Thì quân triều đình có cử Hồ Tôn Hiến, cũng là một cái tên quan đấy, tổng đốc trọng thần của triều đình ấy, cử Hồ Tôn Hiến đi để mà dẹp loạn. Đấy, để mà dẹp loạn những người anh hùng mà nổi lên đứng dậy để mà chống lại triều đình như là Từ Hải ấy. Thì cái tên Hồ Tôn Hiến này cũng mưu mô xảo quyệt lắm. Hắn ta biết rằng là Từ Hải là một đấng anh hùng rồi, và hắn ta cũng biết nàng Kiều là dự quân, nàng Kiều cũng dự vào cái việc luận bàn quân chung rồi. Đấy, hắn ta biết được cái điều đó nên là đã lập ra cái mưu kế là chiêu an dụ hàng rất hiểm độc. Nghĩa là hắn đưa ra cái điều kiện rất là thuận lợi, đưa ra rất là nhiều những cái điều tốt đẹp. Chỉ cần là Từ Hải đầu hàng, không chống lại triều đình nữa, thì hai người sẽ được sống hạnh phúc và yên bình bên nhau. triều đình cũng sẽ chiếu cố rồi cho Từ Hải được làm cái chức nọ chức kia. Nói chung là có rất nhiều những cái ưu đãi đấy, rất nhiều những cái gọi là quyền lợi, chỉ cần là Từ Hải ra hàng thôi. Thì lúc bấy giờ ấy, Kiều là người khuyên Từ Hải ra hàng với những cái điều kiện đó. Cái tên Hồ Tôn Hiến này là đánh vào điểm yếu của Kiều nhé. Và đến đây này, lại một lần nữa có những quan điểm cho rằng là Thúy Kiều sao lại ngu ngốc thế, đúng không ạ? Đi nghe lời quân giặc, dễ dàng bị dụ dỗ thế, khiến cho Từ Hải, khiến cho chồng của mình phải chịu chết oan, khiến cho chồng của mình bị hãm hại và phải chết đứng như thế. Chê trách Kiều rất nhiều. Nhưng các bạn ơi, hãy thử đặt mình vào vị trí của Thúy Kiều. Thúy Kiều khi mà ở bên Từ Hải giống như là một cái phận hoa trôi bấp bênh chìm nổi, không biết là nay đây mai đó sẽ đi về đâu, sẽ bị vùi dập đến mức nào. Bây giờ có được cái may mắn, phải nói là may mắn cứu vớt cả cuộc đời của nàng. Thì cái mong muốn của Kiều lúc bấy giờ có phải là người chồng của mình sẽ đi chinh phạt khắp mọi nơi, sẽ có một cái chiến công hiển hách, sẽ có một cái cuộc sống hiển hách vinh hoa, nhưng mà nàng không cảm thấy được an toàn. Lúc mà con người ta đã trải qua rất nhiều sự bất hạnh ấy, thì cái điều duy nhất người ta mong muốn là gì? Là một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, an toàn. Thế nên biết được cái điều đó ấy, bọn Hồ Tôn Hiến nó mới đánh vào cái tâm lý đấy, để khiến cho Kiều muốn thuyết phục Từ Hải là bây giờ ra hàng đi, và hai người sẽ có được một cái cuộc sống yên bình về sau. Thì Kiều còn muốn điều gì hơn nữa đây ạ? Trong những lần mà Từ Hải phải lên đường đi chiến đấu ấy, thì Kiều cũng rất là buồn rầu, muốn đi theo Từ Hải, cũng chỉ vì cái cảm giác bất an, cũng chỉ vì là nàng đã đau khổ quá nhiều rồi. Đấy, thế nên bây giờ nàng bị Hồ Tôn Hiến lừa để rồi thuyết phục Từ Hải. Từ Hải thì đã nghe lời Kiều và đã trúng kế. Ngay cái khoảnh khắc mà Từ Hải ra hàng ấy, là quân triều đình đã lật mặt và hãm hại, khiến cho Từ Hải phải chết đứng. Rất oan khóc. Thì lúc bấy giờ Kiều chứng kiến người chồng của mình, ân nhân của mình, lại do chính cái lời thuyết phục của mình mà phải chết một cách oan khóc như thế. Thì đúng là nàng không còn thiết tha gì nữa rồi, nên là nàng muốn tự vẫn nhá. Đó, và lúc mà bọn Hồ Tôn Hiến nó lừa được Từ Hải như thế, giết được Từ Hải như thế, chúng bắt được Thúy Kiều. Chúng còn muốn bắt Thúy Kiều thị yến dưới màn và đánh đàn mua vui cho những kẻ vừa mới giết chồng mình. Còn gì độc ác hơn, còn gì nhẫn tâm hơn. Nên là không chịu được cảnh đấy, thì Kiều đã phẫn uất và tủi nhục, Kiều đã chẫm mình xuống sông Tiền Đường. Đó nhá, đấy, chẫm mình xuống sông Tiền Đường cũng là muốn tự sát đấy. Nhưng mà cuối cùng thì nàng may mắn được Sư Giác Duyên một lần nữa cứu giúp. Và lần thứ hai thì Kiều nương nhờ cửa Phật. Và đó là kết thúc cho phần 2, gia biến và lưu lạc nha. Ok chưa? Gia biến và lưu lạc. Đó, thì các em đã đủ thấy cái sự bất hạnh của Thúy Kiều chưa? Thống kê lại những điều đó, bản thân chị cũng một lần nữa nhớ lại những buổi học năm ngoái cùng với cả các anh chị 2K8. Thực sự là khi mà mới cùng với các bạn ấy tìm hiểu về chuyện Kiều ấy, chị có một cảm giác rằng nhá, không phải các bạn ấy nói ra đâu, không phải do cái thái độ sai trái gì đâu, nhưng chị có một cảm giác rằng là các bạn chưa có đủ một cái sự trân trọng và chưa tìm đủ cái lý do để mà yêu mến và để mà trân trọng tác phẩm này, một kiệt tác của văn học dân tộc. Cứ dễ dàng ca ngợi là kiệt tác, nhưng tại sao đây là kiệt tác thì nhiều bạn là chúng mình chưa có hiểu, dẫn đến là cái tâm thế học về văn bản này, học về tác phẩm này cũng giống như rất nhiều những tác phẩm khác, là học trên cái tâm thế ép buộc, bắt buộc. Nhưng khi mà cùng tóm tắt với các bạn, khi mà chúng ta cùng gọi là cùng với Kiều bước qua những cái đớn đau bất hạnh, thì đã có nhiều bạn là thực sự cảm thông cho số phận của nàng Kiều. Có thể chúng ta chưa đủ để cảm nhận trọn vẹn những cái hay, cái đẹp của truyện Kiều, cái điều đó là vô biên lắm, nhưng ít ra phần nào chúng ta cũng đã hiểu chuyện Kiều là ra sao, cuộc đời Kiều là như thế nào, để mà chúng mình có được những cái góc nhìn đủ khách quan trước những cái lời đánh giá phán xét của người đời nay đối với Thúy Kiều. đúng không ạ? Nhá. Đó, để chúng ta thực sự nói rằng thương cảm với Kiều là chúng ta thương thật, chứ không phải là vì thầy cô bảo là phải thương, chứ không phải là tài liệu bảo là phải thương. Mà ở đây chúng ta cảm thấy thực sự là Kiều rất đáng thương. Mọi cái sự đau đớn của Kiều, mọi cái tình cảnh khổ sở, bi ai mà Kiều phải trải qua ấy, thì không có bất cứ một cái lý do nào có thể nêu rằng là do Kiều ngu ngốc hay là do Kiều dại dột. Bởi vì là chúng ta đều thấy là trong những cái tình cảnh đấy Kiều không thể làm khác được, không thể có cái lựa chọn khác được. Và tác giả Nguyễn Du cũng đã từ cái góc độ cảm thông với Thúy Kiều để mà có những cái câu thơ giúp cho người ta hiểu được tình cảnh của Kiều trong mỗi cái hoàn cảnh đó. Đó, để mà giúp cho bạn đọc hiểu được Thúy Kiều đã yếu đuối đến mức nào khi mà ở Lầu Ngưng Bích ấy, để dễ dàng bị Sở Khanh lừa gạt như thế, thì tác giả đã dùng ngòi bút tả cảnh ngộ tình, đúng không ạ? Tác giả đã khắc họa đầy đủ cái hoàn cảnh của Kiều là lúc đấy là gì? Là tự sát không thành. Lúc con người ta có ý định tự sát là đã không còn cái hy vọng gì về cuộc sống này nữa rồi, là lúc đã yếu đuối cùng cực rồi. Tự sát không thành thì lại còn bất lực nữa. Để trong lúc đó thì lấy đâu ra vững vàng, lấy đâu ra tỉnh táo để mà không bị lừa gạt bởi một cái tên mà đã quá dạn dày cái kinh nghiệm lừa gạt người ta rồi. Đó nhá. Thế nên là đấy là về phần 2, gia biến và lưu lạc. Kiều không những khổ đâu mà còn khổ vô cùng luôn các em ạ. Kiều không những đáng thương đâu mà Kiều còn đáng thương tột độ luôn đấy. Đến cuối cùng thì khi mà nương nhờ cửa Phật lần thứ 2 thì đến phần 3 là phần đoàn tụ. Nào, chúng mình có phần 3 là phần đoàn tụ. Rồi, phần đoàn tụ này thì là phần cuối cùng của toàn bộ tác phẩm Truyện Kiều. Lúc mà Kim Trọng sau khi mà về Liêu Dương để chịu tang chú ấy, suốt cái thời gian đấy Kim Trọng cũng rất là ngóng chờ tin tức từ Thúy Kiều. Và ngay sau khi chịu tang chú xong thì Kim Trọng đã trở lại để tìm Kiều. Đến lúc bấy giờ Kim Trọng mới hay tin là gia đình Kiều gặp tai biến và nàng đã phải bán mình chuộc cha, nên Kim Trọng đau đớn vô cùng. Tuy rằng là đồng ý kết duyên với cả Thúy Vân, nhưng Kim Trọng chẳng thể nào nguôi ngoai được mối tình say đắm với cả Thúy Kiều, nên chàng đã cất công lặn lội đi tìm Thúy Kiều. Và may mắn là có lẽ là duyên chưa cạn, thế nên là chàng đã gặp được Sư Giác Duyên và Kim Kiều đã tìm được nhau, gia đình đã đoàn tụ. Và thực sự là đến bây giờ, đến cái giờ phút ấy thì Kiều mới thực sự là có được hai chữ yên bình trong cuộc sống của mình. Thì lúc mà đoàn tụ như vậy ấy, mặc dù là Kim và Kiều thì có chiều ý mọi người là có nối lại mối duyên với nhau, nhưng cả hai người cùng nguyện ước là duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bè, nghĩa là không nối lại cái tình duyên yêu đương nữa. Đấy, thì đấy là kết thúc của Truyện Kiều các bạn ạ. Nhá, thế thì đấy là phần tóm tắt cho toàn bộ tác phẩm Truyện Kiều. Qua phần tóm tắt này các bạn thấy như thế nào? Phần tóm tắt này thực sự là chị mới có thể là nêu được một phần về mặt cốt truyện thôi. Còn cái hay, cái đẹp của Truyện Kiều nó còn đến từ lời viết của tác giả Nguyễn Du nữa cơ. Vừa rồi là tóm tắt bằng lời của người đọc, nếu chúng ta nói với nhau như thế. Còn nếu như mà có thể, các bạn có thể tìm đọc toàn bộ tác phẩm Truyện Kiều ấy, thì chúng ta còn sẽ có những cái lúc mà chúng ta tâm đắc với câu chữ mà Nguyễn Du sử dụng nữa. Đồng ý không ạ? Nhá, thì qua phần tóm tắt nho nhỏ như thế, phần nào tái hiện lại cốt truyện của Truyện Kiều như thế, các em cảm thấy như thế nào? Các bạn cảm thấy là tác giả Nguyễn Du đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện ra làm sao? À, rồi là còn cái câu chuyện là Nguyễn Du dựa trên cốt truyện Kim Vân Kiều, chuyện của Thanh Tâm Tài Nhân để viết nên Truyện Kiều ấy. Có những cái quan điểm cho rằng là chính cái yếu tố đấy khiến cho Truyện Kiều không xứng đáng là một kiệt tác. Đó, nói chung là cái vấn đề về nguồn gốc có rất là nhiều những cái ý kiến đa chiều cho đến thời điểm hiện nay. Nhưng mà đối với bản thân chị ấy, thì chị thấy rằng là Truyện Kiều xứng đáng là một kiệt tác của nền văn học Việt Nam. Bởi vì so với Kim Vân Kiều truyện, tác giả Nguyễn Du đã có sự sáng tạo hơn rất nhiều. Nếu như Kim Vân Kiều truyện là một cái truyện văn xuôi mà tác giả chỉ tập trung về tình tiết, về hành động của nhân vật, thì Nguyễn Du ở đây là không chỉ kể lại cho chúng ta nghe câu chuyện về cuộc đời nàng Kiều, mà còn bày tỏ cái thái độ, bày tỏ tinh thần nhân đạo, rồi là gửi gắm rất nhiều những cái tư tưởng tiến bộ trong tác phẩm này. Điều mà Kim Vân Kiều truyện lấy đâu ra, đúng không ạ? Đó, đấy, thế nên rằng là rồi, ở đây thì qua phần tóm tắt này, em thấy là nếu như em thấy là đáng thương cho Thúy Kiều này. Như này thì đáng thương cho Thúy Kiều quá. Một xã hội vô cùng tàn nhẫn. Chuyện của Nguyễn Du. Chuyện của Nguyễn Du. Rồi, ok. Đồng ý. Xứng đáng là một kiệt tác, đúng không? Em mua một cuốn Truyện Kiều mà đọc lần 1 không cảm thông lắm, đọc đến lần 2 mới thấu thực sự, thương các nhân vật lắm. Em đọc đi đọc lại gần 5 lần rồi vẫn thấy hay. Ở đây thì sẽ có một cái khó khăn nho nhỏ với chúng ta. Đấy là Truyện Kiều thì những cái bản mà chúng ta đọc để hiểu được ý, là bản dịch rồi. Đấy không phải là bản gốc, đấy là bản dịch rồi. Nên là mỗi bản dịch thì có thể sẽ có những cái sự khác nhau ở trong những cái câu thơ nhỏ. Đấy, đồng ý không ạ? Nhá. Mỗi bản dịch thì sẽ có thể là có những cái sự khác nhau. Thế nên là nếu như mà để đánh giá chính xác nhất về tài năng của Nguyễn Du thì chúng ta đọc cái bản gốc cơ. Nhưng mà bản gốc đó thì sẽ có rất là nhiều từ ngữ chúng ta khó hiểu. Nên là các tác giả có dịch ra chữ nôm với những cái ý nghĩa của các cái từ Hán Việt để chúng ta dễ hiểu hơn. Và cũng đã cố gắng giữ được trọn vẹn nhất cái giá trị và nghệ thuật của Truyện Kiều rồi. Thì khi mà các em mua những cái bản Truyện Kiều ấy, thứ nhất là các bạn nhớ là mua sách chính thống nhé. Thứ hai là các em để ý và đọc kỹ các phần chú thích. Bởi vì là mỗi câu, mỗi từ nào khó hiểu thì trong truyện sẽ đều có cái phần chú thích. Thì đọc chú thích cũng giống như cái cách mà các em học trong khóa tiếp cận ngữ văn trước đây ấy. Là đọc chú thích xong, em phải đặt cái ý nghĩa của phần chú thích đấy vào trong câu thơ thì mình mới hiểu được nha. Ok không nào? Đấy. Và chị tin rằng là sau cái quá trình chúng ta học về các đoạn trích cụ thể trong Truyện Kiều, các em cũng sẽ có kinh nghiệm để đọc toàn bộ Truyện Kiều đấy. Đúng rồi, nói về giá trị của Truyện Kiều thì có những giá trị về nội dung, về nghệ thuật, những giá trị mà không thể bị thay thế được. Chỉ có một cái kiệt tác duy nhất có thể làm nên được điều đó. Tất cả những giá trị ấy cũng là một phần nội dung mà trong cái buổi học về Truyện Kiều của Nguyễn Du chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đấy. Đó, đồng ý không nào? Thì như vậy là trong buổi ngày hôm nay chị cũng cảm thấy may mắn vì cũng đã có thể là đồng hành với thật là đông đảo các bạn để chia sẻ cùng với các em, để chúng ta cùng ngồi lại và một lần nữa nhớ về Truyện Kiều, hình dung về Truyện Kiều. Có thể những điều mà chị chia sẻ trong buổi ngày hôm nay là đối với không ít bạn, đây là lần đầu tiên chúng ta nghe đến. Nhưng cũng có với những bạn thì đã là rất nhiều lần rồi, đã là những cái sự nhắc lại rồi. Thì dù như thế nào, chị cũng chỉ có một cái mong muốn rằng là các bạn có cơ hội để chúng ta thực sự cảm nhận về tác phẩm này ở một cái góc độ sâu rộng hơn. Thay vì việc là chỉ nghe những lời mệnh danh, những lời đồn đoán mà chúng ta không hiểu được tại sao Truyện Kiều lại được mệnh danh như thế. Đây chỉ là một trong những yếu tố rất nhỏ thôi các bạn ạ. Nha. Và văn học là như vậy đấy. Không bao giờ chúng ta đi được đến tận cùng những cái giá trị của văn chương đâu. Bởi vì càng đi, chúng ta sẽ càng được mở rộng. Càng đọc, càng học, càng tìm hiểu, chúng ta sẽ càng được bồi đắp về tâm hồn. Và lại càng cảm thấy những trang thơ ấy, giá trị của nó lại mở rộng ra biết bao nhiêu. Nên không bao giờ ta đi được đến tận cùng giá trị của văn chương đâu. Mong sao là trên mỗi bước đường ta đi ấy, ta đều là một cái niềm trân trọng. Ta đều được gặp gỡ, đều được cảm nhận những tác phẩm có giá trị. Và trái tim của chúng ta đủ cái sự rung động, không vô cảm, để cảm nhận được những giá trị ấy các bạn nha. Đồng ý không nào? Rồi, thì học xong buổi ngày hôm nay là chúng ta kết thúc khóa học mùa hạ rồi. Và hôm nay thì là một phần nội dung nho nhỏ như thế thôi. Chị cũng không muốn quá nặng nề về mặt kiến thức trong buổi học cuối cùng của khóa học mùa hạ này của chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì một phần là chúng ta còn một khóa học văn VIP đang chờ đợi chúng mình nữa. Một khóa học dài hạn, học trong cả một năm, bắt đầu từ ngày mai luôn. Ngày mai là ngày khai giảng của khóa học văn VIP, khóa học kiến thức nền rồi đấy. Nên là với các bạn ở trong khóa học mùa hạ, trong buổi ngày hôm nay, bên cạnh phần chia sẻ về tác phẩm Truyện Kiều, thì chị cũng mong muốn là có thể giới thiệu một cách chi tiết hơn về khóa học văn VIP 2K9. Khóa học mà nếu như bây giờ các em đăng ký thì sẽ có rất nhiều những cái ưu đãi. Thật ra, 3 buổi học vừa rồi, những buổi học về kiến thức vừa rồi cũng là những cái trải nghiệm để các bạn hiểu được về cách học này, hoặc là về cái cách giảng dạy của chị ở trong khóa học văn VIP. Chị sẽ là người đồng hành cùng với các bạn xuyên suốt khóa học văn VIP này, từ những buổi học về kiến thức tác phẩm này cho đến những buổi học về phương pháp và cho đến những buổi luyện đề nữa. Thì chị mong rằng là qua những buổi học vừa rồi, các bạn cũng đã hình dung được là chúng ta sẽ đào sâu ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái tác phẩm ở những cái góc độ chuyên sâu như thế nào, để kết hợp với cả quá trình học ở trên lớp, các bạn có được một cái nguồn tài liệu, một cái nguồn kiến thức đủ sâu rộng để các em bồi đắp thêm tình yêu của mình đối với văn chương, để các bạn cũng tìm ra được những cái hướng đi cho cái quá trình muốn cải thiện môn văn của mình. Các bạn ạ, những cái mục tiêu dù có lớn lao đến đâu ấy thì nó đều bất khả thi nếu như chúng ta không thực sự bắt đầu. Và nó sẽ đều trở nên khả thi khi mà chúng ta thực sự làm, chúng ta thực sự dấn thân và cố gắng. Bởi vậy mà nếu như có bạn nào ở đây chúng ta đang ngần ngại nói ra cái mục tiêu thi vào 10 của mình đối với môn văn, rằng là em đang ở mức điểm 5-6 thôi, nhưng mà mục tiêu của em là 9+ môn văn trong kỳ thi vào 10 cơ, thì chị nghĩ rằng điều đó không phải là không thể. Chúng ta còn cả một năm trời nữa để cố gắng. Và mọi điều đều trở nên có thể nếu như mà các bạn xác định sớm cái tinh thần cho mình và tìm ra được một cái hướng đi đúng đắn, bài bản, khoa học, và cứ như vậy chúng ta thực hiện. Thì có thể là trong các năm trước, chị chưa dám khẳng định về cái sự khoa học trong lộ trình của một khóa văn VIP. Nhưng cho đến năm nay, đối với các bạn 2K9, thì chị có thể tự tin khẳng định với các bạn về cái sự đầy đủ và cặn kẽ ở trong lộ trình của khóa học văn VIP. Khi mà chúng mình sẽ học từng tác phẩm một, và trong quá trình học từng tác phẩm thì các bạn không những có kiến thức, chúng mình còn có cái kỹ năng diễn đạt. Bởi sẽ có rất nhiều những cái khoảnh khắc mà chúng ta cùng diễn đạt với nhau, đi từ những cái gạch đầu dòng thì bây giờ chúng ta viết cụ thể ra làm sao, đúng không ạ? Rồi thêm nữa, khóa học văn VIP thì có một cái đặc biệt, đấy chính là chuyên đề về phương pháp. Một chuyên đề mà chúng ta, nếu như bình thường ấy, chúng ta vẫn làm theo bản năng. Đấy, chúng ta vẫn sẽ phân tích và cảm nhận các tác phẩm hay là viết nghị luận xã hội theo cái thói quen của chúng mình. Thì đến với chuyên đề về phương pháp, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách nhìn nhận của chúng ta. Làm như thế nào để viết được một bài văn, đoạn văn mà theo chuẩn cấu trúc đề thi, là cùng cái công sức ấy bỏ ra nhưng chúng ta sẽ được điểm cao hơn, đúng không ạ? Và cuối cùng là cái giai đoạn luyện đề. Một cái giai đoạn mà không ít những áp lực, nhưng khi mà chúng ta luyện đầy đủ các đề, không bao giờ đi theo cái lối học tủ ấy, thì khi đó các bạn sẽ có thêm cái sự tự tin rất nhiều khi chinh phục cái kỳ thi của chúng ta, đúng không nào? Rồi, khóa văn VIP thì một nhóm là có bao nhiêu người ạ? Hiện tại là chị chưa có cập nhật ở trong khóa học văn VIP, không biết là đã có bao nhiêu bạn tham gia rồi. Thế nhưng mà số lượng các bạn tham gia ở trong khóa học này không ít, không nhỏ. Chị cũng chia sẻ với các bạn điều đó nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là có rất nhiều những đối thủ có cùng cái mục tiêu như chúng ta. Đấy, và khóa học này là khóa học dành cho các bạn học sinh trên cả nước với chương trình ngữ văn lớp 9. Nên số lượng các bạn học sinh ở trong khóa học không nhiều, không phải là ít. Nhưng khóa học của chúng mình sẽ có giáo viên và sẽ có trợ giảng. Trợ giảng là chị trợ giảng sẽ là người mà đồng hành cùng với các bạn qua những bài tập này, chấm chữa bài tập cho chúng mình này, chấm chữa qua bình luận, chấm chữa qua việc ghi âm, nhận xét, rồi là giải đáp thắc mắc qua tin nhắn cho chúng ta. Đó, thế nên rằng là các bạn có thể yên tâm về sĩ số của khóa học. Và thêm một cái nữa, nếu như nhìn nhận từ góc độ khác, các bạn sẽ được thêm thúc đẩy cái tinh thần của mình khi mà mình được đặt ở trong một cái môi trường là có rất nhiều bạn cùng mục tiêu với chúng ta. Và các bạn ấy đang cố gắng từng ngày, thì bản thân chúng ta cũng không có lý do gì để chúng ta từ bỏ cái con đường đấy cả. Đồng ý không nào nhá? Nên là đôi khi chị không cần phải nói nhiều hay thúc giục nhiều trong các khóa văn VIP đâu, bởi vì là tự bản thân các bạn cứ trước mỗi kỳ thi hay là trước mỗi vấn đề gì đều có cái sự tự động viên lẫn nhau, kêu gọi lẫn nhau. Đó, nên là tinh thần nó khác lắm các em ạ. Chị mong rằng là các bạn cũng sẽ có cơ hội được cảm nhận cái tinh thần ấy khi chúng ta cùng ở trong một khóa học và cùng với nhau đều với cái mục đích là tiến lên phía trước và ngày một tiến bộ hơn trong môn văn, trong cả cái cách học tập của chúng mình nữa. Bởi các bạn mà đã học online một cách chăm chỉ rồi ấy, thì các môn khác như là môn toán, môn tiếng Anh cũng sẽ có rất nhiều những kinh nghiệm chia sẻ cùng với nhau. Nhớ vừa mới tháng trước thôi, các anh chị 2K8 thi, thế là trong nhóm chat thi xong môn văn rồi, bàn luận các thứ xong hết rồi thì lại tiếp tục động viên nhau và chia sẻ kinh nghiệm môn toán, môn tiếng Anh. Chị thấy những cái khoảnh khắc đó thực sự là hạnh phúc vô cùng ấy. Mà chị cũng cảm thấy rất tự hào vì có thể tạo ra được những nhóm học mà các bạn cùng thúc đẩy nhau tích cực như thế. Nên là bạn nào mà chúng ta hướng nội nhá, hay là chúng ta có những cái sự e dè, muốn là có cái sự độc lập trong quá trình học của mình, thì các bạn đừng lo về cái việc là chúng ta tham gia một nhóm học tập hay là một khóa học. Bởi vì chúng mình cũng là tương tác online với nhau mà. Nhưng các bạn sẽ được truyền động lực rất là nhiều đấy. Đồng ý không nào? Rồi, ok chưa? Có khóa học mùa thu không chị? Khóa học mùa thu thì chị chưa thể nào cam kết với các bạn là năm nay có tổ chức được hay không. Bởi vì là 2 năm trước thì có khóa học mùa thu, nhưng mà năm nay thì vì một số lý do khách quan nên khóa học mùa thu chị không dám cam kết là có thể tổ chức cùng với các em. Chỉ có khóa học mùa hạ là cho đến thời điểm hiện tại là đã tổ chức cùng với các bạn thôi. Còn khóa học mùa thu thì khả năng cao là sẽ không thể diễn ra trong năm nay được, đối với các bạn 2K9 đấy. Rồi nha, thế nên là về khóa học văn VIP, điều đầu tiên mà chị muốn các bạn có thể hình dung được chính là rất nhiều những điều tốt đẹp, rất nhiều những cái lợi ích khi mà chúng ta tham gia khóa học này bên cạnh về mặt kiến thức. Đó chính là tinh thần này, đó chính là phương pháp học này, đó chính là một cái lộ trình rõ ràng. Và khi mà các em muốn tìm hiểu thì các chị sẽ gửi ngay cho các em cái lộ trình đấy để các em biết được là tháng nào ta học cái gì, học như thế nào, học qua hình thức ra sao. Ok không ạ? Nha. Có mùa xuân, có mùa đông luôn không chị? Chắc là chỉ năm nay chỉ có mùa hạ thôi các bạn ạ. Chắc là năm nay chỉ có mùa hạ thôi. Còn một khóa học xuân hạ thu đông đầy đủ nhất thì là khóa học văn VIP rồi. Đó nhá. Và ở đây thì chị cũng muốn chia sẻ này về quà tặng của chúng mình sau buổi học này. Một cái quà tặng mà chị tri ân cho tất cả các bạn trong khóa học mùa hạ, đó chính là tài liệu của buổi học hôm trước. Ok chưa? Thì các bạn không cần phải điểm danh gì nữa cả. Ngay sau đây thôi, chị sẽ đăng tải link tài liệu đó ở trong cái bài điểm danh nhận tài liệu buổi 1 luôn. Cái thứ hai này là quà tặng dành cho tất cả các bạn ở trong khóa học mùa hạ này khi đăng ký khóa học văn VIP. Chính là chúng mình sẽ được tặng kèm thêm cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm và cuốn sổ tay Đại Dương Văn Học. 2 ấn phẩm. Đấy là 2 ấn phẩm mà nếu như bình thường là chúng mình sẽ cần phải đặt mua này, thì bây giờ đăng ký khóa văn VIP là chúng mình được tặng kèm luôn. Và tất nhiên rồi, tất cả các bạn trong khóa văn VIP thì sẽ có cuốn vở luyện viết, là hệ thống bài tập được biên soạn theo lộ trình của khóa văn VIP. Nên chỉ cần các em tham gia là các bạn cũng đã nắm được hệ thống bài tập luôn và có thể rèn luyện luôn với cái hệ thống bài tập đấy. Ok không ạ? Nha. Đó. Đúng rồi, buổi ngày hôm nay thì không có tài liệu. Và thêm một quà tặng nữa này, đó là chị sẽ giữ lại chuỗi 4 buổi học của chúng ta cho đến hết tuần sau. Nghĩa là có thêm một tuần nữa để bạn nào có bỏ lỡ những cái buổi học này, chúng mình có thể xem lại nhá. Đấy, đặc biệt là với những cái buổi mà không có tài liệu như thế này thì các em có thể xem lại nhiều lần để chúng mình ghi nhớ kiến thức và để chúng mình ghi chép lại những cái phần kiến thức mà các em muốn ghi nhớ. Ok chưa? Nha, nếu như trong buổi khai giảng thì chị có khẳng định là chị sẽ xóa video sau buổi học. Nhưng mà quà tặng của các bạn trong buổi ngày hôm nay chính là chuỗi 4 video này, chị sẽ giữ đến hết tuần sau. Nên mong rằng là các bạn cũng sẽ coi đây là một cái món quà và chúng mình cũng sẽ tận dụng cái điều đó, trân trọng điều đó nhá. Chị sẽ không xóa nhóm học này đâu, nhưng mà chị sẽ xóa những cái video đấy sau một tuần nữa nhé. Còn chị cũng mong là tiếp tục nhóm học này của chúng ta sẽ tích cực tương tác hơn nữa này, và sẽ là một nhóm mà chị có thể thông qua đó để đồng hành với các bạn 2K9 năm nay. Còn chị cũng rất mong là sau những buổi học được đồng hành cùng với các bạn thì các em cũng đã có thêm cái niềm tin này, cũng đã có thêm cái sự tin tưởng để chúng mình cùng đồng hành với một khóa học lâu dài hơn nữa, chính là khóa học Văn VIP 2K9 nhé. Để nhận được tất cả những cái ưu đãi này và để có thể trải nghiệm ở trong khóa học này thì các bạn có thể là nhắn tin về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9 để mà chúng mình nhắn tin về đó, đặt ra những cái thắc mắc băn khoăn của các em về khóa học Văn VIP để được giải đáp. Và đặc biệt này, các bạn nhớ là xin phép bố mẹ nha, xin phép phụ huynh, xin phép bố mẹ trình bày cái mong muốn được tham gia khóa học của chúng mình, rồi sau đó thì đăng ký với chị. Và nếu như mà cần có sự giải thích từ phía các chị để bố mẹ yên tâm hơn thì các bạn cứ nêu ra, các chị sẽ xin số điện thoại của bố mẹ và có thể trao đổi trực tiếp với bố mẹ để bố mẹ có thể yên tâm nhá. Các bạn còn nhỏ, chúng mình chưa thể nào tự chủ về tài chính được, nhưng mà chị tin là chỉ cần các em có một cái ham muốn chính đáng về mặt học tập thì bố mẹ cũng sẽ ủng hộ thôi. Nên chúng mình nhớ là giải thích và trình bày với bố mẹ thật rõ nha. Sau đó thì có thể là để lại số điện thoại của bố mẹ để các chị ở Học Văn Chị Hiên có thể là giải đáp những cái thắc mắc của bố mẹ, để bố mẹ có thể hoàn toàn yên tâm để chúng mình tham gia khóa học Văn VIP nha. Rồi, các bạn ơi, tất cả những video chị vẫn đang giữ lại đấy, chị chưa có xóa video nào đâu. Thì cách để các bạn xem một cách hệ thống này, các bạn vào trong nhóm nhé. Các bạn vào trong nhóm của chúng ta này. Đây, các bạn vào trong nhóm thì đây là giao diện nhóm của chúng mình nhá. Có thể là các bạn không phải là quản trị viên nên là cái giao diện nó hơi khác với chị một chút, nhưng mà các em sẽ thấy ở phần này này có cái chữ phù hợp nhất. Thì các bạn chọn sắp xếp ở đây và các bạn chọn bài viết mới nha. Đấy, thì thứ tự các bài viết từ mới nhất đến cũ nhất sẽ hiện ra và chúng mình sẽ xem được các cái video theo đúng trình tự của nó luôn. Đây, hôm nay là buổi thứ tư này, buổi cuối nhá, buổi 3 này, ok chưa? Đó, xong rồi, chúng ta sẽ thấy các cái bài đăng để hướng dẫn các bạn cách đăng ký tham gia khóa Văn VIP để nhận ưu đãi độc quyền của khóa học mùa hạ nhé. Đó, các em cũng có thể nhắn tin về cho chị Minh Hiên Nguyễn này, nhắn tin cho chú Văn Học để đăng ký và được giải đáp các thắc mắc nha. Rồi, đến đây là chúng ta sẽ thấy buổi 2. Đó, ok chưa? Đấy, đây là phần điểm danh nhận buổi 1 này. Và ở đây mình sẽ thấy buổi 1. Nghĩa là khi mà các em chọn cái chế độ bài viết mới như thế thì các cái thông tin các bài đăng ở trong nhóm sẽ hiện lên theo trình tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất. Các bạn sẽ xem được một cách hệ thống hơn. Ok chưa? Rồi, có vấn đề gì đấy Mạnh Đức? Các em có thắc mắc gì hoặc là có băn khoăn gì về khóa học Văn VIP thì có thể là đặt ra ở dưới phần bình luận nha. Còn một ít phút nữa thì chị sẽ giải đáp những cái thắc mắc đấy của các bạn nhé. Đồng ý không nào? Ở đây ấy, với khóa học mùa hạ thì cũng đã 3 năm rồi. Khóa học mùa hạ được tổ chức cứ vào dịp tháng 6 này thì sẽ có một khóa học miễn phí của Văn Chị Hiên dành cho các bạn từ lớp 8 đến lớp 9, mang tên là khóa học mùa hạ. Và may mắn đồng hành cùng với các bạn trong cả 3 năm như vậy thì năm nay với khóa học mùa hạ năm nay ấy, chị lại được sống dậy những cái cảm giác của khóa học mùa hạ năm ngoái, khi mà cũng là những bạn nhỏ vẫn còn rất nhiều những bỡ ngỡ như các em hiện nay. Là các anh chị 2K8 đến bây giờ thì đang đợi điểm hoặc là đang rất là thoải mái vì mình đỗ nguyện vọng 1 các thứ hết rồi. Còn có những anh chị thì đang đợi điểm, nhưng mà cũng đều là cái cảm giác ấy, khi mà cảm giác như là chị được đón những gọi là búp măng non ấy. Đấy, được đón những búp măng non, mặc dù là chúng ta là năm cuối cấp rồi, nhưng mà về cả cái cảm nhận văn chương hay là về kiến thức của các bạn thì thực sự là năm nào cũng vậy, giống như là những búp măng non. Và chị cảm thấy có một cái trọng trách khá là lớn, một cái áp lực luôn đấy, là làm như thế nào trong một khóa học nho nhỏ thôi, phần nào có thể giúp được các bạn hình dung được cách học đúng này, có được cái thái độ học đúng đối với môn học này. Nhưng mà cũng may mắn làm sao là mỗi khóa học trôi qua, mỗi năm trôi qua thì khóa học mùa hạ đều có thể ít nhiều tác động tới các bạn học sinh từ lớp 8 đến lớp 9. Nên chị cũng mong rằng là khóa học năm nay sẽ là một cái ấn tượng tốt đẹp của các bạn đối với bản thân chị này, đối với Học Văn Chị Hiên, để rồi chúng ta có cơ hội đồng hành trong những khóa học lâu dài hơn nữa, trong những cái khóa học mà còn chất lượng hơn nữa. Đồng ý không? Rồi, chị ơi, bây giờ hoặc sáng mai đăng ký còn kịp không ạ? Cái ưu đãi mà chúng mình được tặng kèm theo cuốn tuyển tập và cuốn sổ tay đại dương văn học ấy, thì theo như quy định là chỉ ưu đãi trong duy nhất ngày hôm nay nữa thôi. Nhưng mà chị biết là chúng mình cần phải trình bày về ba mẹ này, đúng không? Và còn nhiều những cái yếu tố nữa. Thế nên rằng là cái hạn cuối để chúng mình đăng ký và được nhận ưu đãi nhá, là đến 12 giờ trưa ngày mai. Ok chưa? Đấy, nên bây giờ các em có thể nhắn tin ngay về cho fanpage Học Văn Chị Hiên Hiểu Cơ Sở này, giải đáp mọi thắc mắc đi. Rồi sáng ngày mai chúng ta xin phép ba mẹ, chúng ta trình bày với ba mẹ, thì để ba mẹ có thể đồng ý, ba mẹ có thể tin tưởng. Và trong ngày mai chúng mình đăng ký, trong sáng ngày mai đăng ký thì chúng mình vẫn sẽ được nhận ưu đãi đó nhá. Đồng ý không nào? Ok chưa? Bởi vì chị biết là có nhiều bạn đến bây giờ mới biết đến cái ưu đãi đó. Mặc dù là đã vào khóa học rồi đấy, nhưng đến bây giờ mới biết cái ưu đãi được tặng thêm sách, được tặng kèm để mà chúng mình đăng ký. Thế nên rằng là nốt buổi sáng ngày mai nhá. Ok chưa? Đúng rồi, trong sáng mai các bạn đăng ký thì vẫn được ưu đãi nhá. Nhưng mà chỉ còn trong sáng ngày mai nữa thôi. Nên là bạn nào chưa kịp xin phép ba mẹ thì có thể là bây giờ nhắn tin về cho fanpage để được giải đáp mọi thắc mắc đi. Sau đấy mình hiểu rõ rồi, mình có thể là trình bày với ba mẹ vào buổi sáng ngày mai để ba mẹ có thể đồng ý cho chúng ta tham gia khóa học nhé. Nếu đăng ký rồi thì sao ạ? Thì chúng mình đợi đến buổi tối ngày mai khai giảng cùng với chị thôi. Đồng ý chưa? Nếu như chúng ta đã đăng ký rồi, đã được thêm vào nhóm lớp, đã được xác nhận rồi, thì các bạn chỉ cần đợi đến buổi tối ngày mai để tham gia buổi khai giảng cùng với chị trợ giảng thôi. Bởi vì ngày mai là khóa học đã bắt đầu rồi, ngày mai là khóa học đã khai giảng rồi. Đó. Và các bạn mà đăng ký sớm ý, thì chúng mình cũng đừng lo là không có ưu đãi gì cho các em nha. Bởi vì các bạn đăng ký sớm luôn luôn có ưu đãi giảm học phí rồi. Đấy, luôn luôn đã có ưu đãi giảm học phí rồi nha. Có em nhá, khóa học Văn VIP là khóa học có phí, để mà chúng mình sẽ có rất là nhiều những cái quyền lợi, cũng như là có nhiều những cái trách nhiệm cần phải thực hiện ở trong khóa học này. Ok chưa? Đấy, thì về học phí thì chúng mình hình dung là một khóa học của chúng mình diễn ra trong cả một năm với khoảng 80 buổi các em ạ. Khoảng 80 buổi. Nhưng mà chị cam kết là trong thực tế nó sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chị cũng muốn là đảm bảo được theo đúng cái lộ trình đấy đấy. Thế nhưng mà các em sẽ có những cái lúc ôn thi này, sẽ có những buổi học bổ trợ này, sẽ có những buổi mà ví dụ như là trong lộ trình mình học một buổi, nhưng mà một buổi đấy cảm thấy chưa đủ, thì chị em mình lại học thêm buổi nữa. Đấy, có thêm những buổi tăng cường bổ trợ nữa. Nên là số lượng buổi học thực tế bao giờ cũng chênh lên rất nhiều so với số lượng buổi học trong lộ trình mà các bạn được nắm bắt ngay từ đầu. Nếu như bạn nào mà muốn chia xem là học phí mỗi buổi là bao nhiêu ấy, thì các em cũng có thể đọc ở trong cái link đăng ký và chúng mình thử chia xem. Đã là rất ưu đãi rồi. Thế nhưng mà trong thực tế khi mà chúng ta nắm bắt được và trải qua một năm học, chúng ta sẽ còn thấy là nếu như mà cái số lượng buổi học thực tế lên đến khoảng 90 buổi ấy, thì học phí của chúng ta còn ưu đãi hơn rất nhiều nữa cơ. Đó nha. Rồi, đấy thì đấy là tất cả những cái điều tốt đẹp mà chị muốn gửi tới các bạn trong buổi học này nói riêng và trong toàn bộ khóa học mùa hạ này nói chung. Nên với những điều mà may mắn chúng ta đã cùng đồng hành với nhau, chị mong là các bạn sẽ trân trọng điều đó. Và chúc các em sẽ có một năm học mới, sẽ có một năm lớp 9 thật là rực rỡ, thật là quyết tâm và đạt được mọi cái dự định mong muốn của mình. May mắn hơn nữa thì chị rất mong có thể được đồng hành cùng với các bạn ở trong khóa học Văn VIP 2K9 nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã có mặt tại đây, vì đã cùng gặp gỡ và cùng đồng hành với chị, cùng với Học Văn Chị Hiên trong khóa học mùa hạ này. Hẹn gặp lại các em ở trong khóa học Văn VIP nhé. Tạm biệt các bạn và cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye!